Bom tấn sinh vật huyền bí 2, tội ác của Grindelwald được chờ đợi nhất trong tháng 11 đã chính thức ra mắt khán giả trên toàn cầu với suất chiếu sớm vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 11. Và nếu như bạn là một fan của Harry Potter thì không xem tác phẩm này thực sự quả là một tội ác không thể bỏ qua. Mấy ngày hôm nay thì mình đã nhận được rất nhiều lời nhắn của khán giả trước khi sinh vật huyền bí 2, tội ác của Grindelwald được công chiếu rằng hãy review phim sớm để mọi người có thể biết được tổng quan chất lượng của bộ phim. Vậy nên mình đã cố gắng review phim ngay sau khi những suất chiếu sớm đầu tiên kết thúc. Nhưng các bạn hãy yên tâm là mình sẽ không tiết lộ nội dung phim, nên các bạn hãy đừng chờ đợi và lo lắng quá nhiều. Hai năm sau khi sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng ra mắt khán giả vào năm 2016, sinh vật huyền bí tội ác của Grindelwald tiếp tục lấy bối cảnh vào năm 1927, khi mà Gellert Grindelwald bị giam giữ bởi bộ pháp thuật Mỹ. Hắn được một đội ngũ gồm những phù thủy mạnh nhất trên thế giới dẫn giải đến châu Âu, nhưng với sự gian xảo và những quyền năng của mình, Gellert Grindelwald đã trốn thoát và bắt đầu cuộc hành trình gây xáo trộn, nguy hiểm cho cả hai giới con người lẫn phù thủy. Thực ra thì đây không phải là một tác phẩm quá căng thẳng và cân não, câu chuyện được diễn ra chậm rãi dần dần để khán giả có thể hiểu được những chuyện gì đang xảy ra và liên tưởng đến những chi tiết sau này đã từng xuất hiện trong series phim Harry Potter. Đây rõ ràng là một cuộc chiến đấu giữa hai phe thiện và ác, nhưng cái ác không rõ ràng và cái thiện cũng không được miêu tả quá chi tiết. Thay vào đó thì tông màu chủ đạo của bộ phim đó là màu xám. Và vì sao ư? Bởi vì có những thứ xuất phát điểm có lẽ là mong muốn một điều gì đó tốt đẹp hơn, không hề có bất cứ một tà niệm nào, nhưng cuối cùng con đường mà họ lựa chọn dường như chính là sai lầm khó có thể sửa chữa. Nhưng cũng có những thứ khiến cho người khác cảm thấy không hề lương thiện, nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim nhân hậu đối với tất cả mọi người xung quanh. Sinh vật huyền bí 2, tội ác của Grindelwald không phải là bộ phim dành cho thiếu nhi, đối tượng khán giả đã được mở rộng hơn rất nhiều, vậy nên câu chuyện mang tính ẩn dụ và hàn lâm cao hơn. Từng nhân vật đều được phác họa rõ ràng, lý giải nguyên nhân khiến họ có những hành động, những quyết định mang đến hình ảnh nhân vật gạo cội trong loạt phim Harry Potter sau này. Đối với một số khán giả thì sinh vật huyền bí 2, tội ác của Grindelwald có thể chưa thực sự thỏa mãn được những gì mà họ kỳ vọng. Thế nhưng tác phẩm này chính là cầu nối tốt nhất để nhà sản xuất có thể thực hiện phần 3 của bộ phim khi mà cuộc chiến của những bậc thầy phù thủy quyền năng nhất thế giới chính thức được bắt đầu. Về cơ bản thì mình thấy bộ phim này sẽ mang đến cho khán giả một câu chuyện đầy cuốn hút, cùng với đó là những tình huống hài hước khiến cho cả rạp chiếu phim cười vui vẻ trong sự thỏa mãn. Sinh vật huyền bí 2, tội ác của Grindelwald quy tụ dàn diễn viên gạo cội của Hollywood cùng với những tài năng trẻ đầy triển vọng trong nghiệp diễn xuất, bao gồm Jude Law, Johnny Depp hay Eddie Redmayne. Họ đã mang đến cho khán giả một tác phẩm thực sự xuất sắc. Chắc chắn là sẽ không cần phải bàn cãi về khả năng diễn xuất của Jude Law. Với khả năng hóa thân xuất sắc của mình, anh đã mang đến một giáo sư Dumbledore hồi còn trẻ đầy phong độ, tài giỏi và tính cách không kém phần thú vị. Trong khi đó thì Johnny Depp cũng mang đến một nhân vật phản diện Grindelwald quá ấn tượng với mái tóc bạc trắng, đôi mắt hai màu cùng với thái độ giả nhân giả nghĩa mà tất cả những người ưa chuộng hòa bình trên thế giới căm ghét. Ngoài ra thì vai diễn của Eddie Redmayne có vẻ hơi yếu thế so với những bậc tiền bối, nhưng màn thể hiện của anh vẫn cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là những cảnh giao tiếp với các sinh vật. Chính sự vụng về của anh là một trong những yếu tố mang lại những tiếng cười nhất cho bộ phim này. Và sẽ không còn từ ngữ nào để có thể đánh giá phần âm thanh, hình ảnh và kỹ xảo của bộ phim chính xác hơn hai từ xuất sắc. Phần hình ảnh của bộ phim đã gây ấn tượng với khán giả ngay từ khi trailer được tung ra, và trong phim thậm chí còn có nhiều cảnh ấn tượng hơn như vậy rất nhiều lần. Ví dụ như cảnh Newt và Jacob đến Pháp có một chiếc xô nhỏ, hay cảnh các phù thủy cùng nhau hợp sức ngăn chặn sức mạnh của Grindelwald, tất cả đều vô cùng ấn tượng đối với người xem. Với phần âm thanh của bộ phim thì nó được xử lý tốt với hệ thống âm thanh chất lượng cao, từng tiếng động như đập mạnh ngay bên tai mang lại cho khán giả cảm giác chân thực như chính mình đang đứng trong những thước phim đó. Sinh vật huyền bí 2, tội ác của Grindelwald là một tác phẩm điện ảnh xứng đáng với những sự chờ đợi của khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ tác phẩm này trong kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới. Hãy đến với Tốt Cinema cùng với các rạp chiếu phim khác trên toàn quốc để thưởng thức ngay bộ phim này. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của rạp chiếu phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại cho những tác phẩm tiếp theo trong tháng 11. Xin chào!